của các cụ ngày xưa thì đặt tên ở nhà cho bé nó sẽ có ý nghĩa khá là quan trọng, nó sẽ giúp bé ngoan ngoãn và dễ nuôi hơn. Và ngày nay thì các mẹ cũng hay đặt tên ở nhà cho bé bởi vì có một cái tên rất là dễ thương, dễ gọi. Và mình chắc chắn rằng là hầu như 9 trên 10 mẹ thời nay thì sẽ muốn đặt cho con một cái tên ở nhà thật là yêu yêu đấy. Hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho ba mẹ tốt những cái tên ở nhà thật là hay, thật là đáng yêu để chúng ta có thể đặt cho bé trai nhà mình. Nào, bây giờ thì mọi người cùng mình bắt đầu video nhé. Gợi ý đầu tiên, bố mẹ có thể lựa chọn những cái tên con vật quen thuộc, gần gũi. Ví dụ như là tí, sửu, heo, cún, rồng, mèo, chuột, dần, gà, lợn, ủn ỉn, cua, ốc, tôm, cá, tép, sò, báo ngư, cá heo, cá mập, sói, cò, voi, sóc, thỏ, gấu, bê, nghé, beo, tê giác, sư tử, dế, vẹt, nhím, nai. Gợi ý tiếp theo, ba mẹ có thể đặt tên ở nhà cho bé trai theo các cái loại rau củ và trái cây. Nó rất là thân thuộc và gần gũi cũng như là dễ gọi. Như là xoài, cam, táo, dứa, mít, chuối, nho, bơ, dừa, sơ ri, quýt, khoai lang, khoai tây, khoai, cà chua, dưa hấu, su hào, su lơ, bí ngô, củ cải, bon bon, hạt tiêu, hạt dẻ, cà bắp, thóc, lúa, ngô, bắp, nếp, đậu đậu. Gợi ý số 3, bố mẹ cũng có thể đặt tên con theo những cái tên tiếng Anh nghe lạ lạ vui tai. Và đây cũng là xu hướng được rất nhiều ông bố và mẹ lựa chọn hiện nay. Ví dụ như là Donald, Joy, Victor, Paul, John, Isaac, Daniel, Alex, Leo, Nathan, Michael, Peter, William, Mark, Henry, Jack, Andrew, Brian, Felix. Đặt tên ở nhà cho bé trai với những cái tên có vần lặp cũng là một gợi ý cực kỳ hay, nghe sẽ rất là dễ gọi và vui tai nữa. Ví dụ như là Bon Bon, Tin Tin, Chun Chun, Kiki, Bối Bối, Su Su, Đậu Đậu, Jin Jin, Hòa Hảo, Bo Bo, Bon Bon, Bim Bim. Bố mẹ cũng có thể đặt tên con trai theo những cái nhân vật nổi tiếng và gửi gắm rất nhiều tâm nguyện của mình dành cho con. Ví dụ như là Jin, Messi, Bill, Nick, John, Ronaldo, King, Tom, Jackie, Beckham. Gợi ý tiếp theo, ba mẹ đặt tên của con theo dáng vẻ lúc mới sinh. Nó cũng là một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời mà ba mẹ có thể lưu giữ lại. Ví dụ như là Ted, Xoan, Hạt Tiêu, Tròn, Bi, Bo, Bon, Híp, Mỡ, Mập, Ú, Bự, Sumo, Phính, Tí Xún. Đặt tên ở nhà cho bé theo những nhân vật hoạt hình cũng là một gợi ý không tồi. Ví dụ như là Nobita, Doraemon, Tom, Jerry, Shin, Kaito, Loki, Panda, Pooh, Tintin, Dido, Conan, Max, Batman, Nemo, Cheyenne, Misa, Bơm. Ba mẹ cũng có thể đặt tên con trai theo các món ăn như là sữa, bơ, kẹo, cà phê, Coca, Pepsi, bánh mì, bia, sushi, bún, nem, tiger, bột, bánh bao, bánh cuốn, snack, cốm, mì tôm, cà ri, pizza, mì, phở. Một cái tên gắn liền với kỷ niệm của ba mẹ cũng là một gợi ý rất là hay ho. Ví dụ như là bom, đông, Noel. Và gợi ý cuối cùng, ba mẹ cũng có thể đặt tên con trai ở nhà theo những cái tên dân gian. Ví dụ như là cu tí, cu tít, cu beo, tèo, bơm, sáo, pháo, sâu, sung, tún, tún, tí nị. Ba mẹ đã tìm được tên ở nhà nào hay hay cho bé trai chưa? Hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Và nhớ là nếu như ba mẹ có gợi ý gì hay nữa thì cũng hãy cho mọi người biết ở phía dưới nhé. Mình tin chắc rằng với những ba mẹ chuẩn bị đón bé yêu thì việc tìm được một cái tên hay và ưng ý cho bé nó rất là quan trọng đấy. Mình cảm ơn ba mẹ đã theo dõi video này.